mấy giờ? Còn suốt ngày điện thoại chơi game. Lo mà học đi. Dạ. Con trai của mẹ đang học bài đấy à? Ngoan quá. Mẹ đi ra ngoài có chút chuyện nhá. Lát ở nhà học xong rồi cắm cho mẹ nồi cơm nhá. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Con trai ngoan, mẹ đi nhá. Nhìn giải lao đã. Cứ mở cửa 5 phút chứ mày. Chờ thêm đã. Hoàng ơi, Hoàng, con trai ở nhà cắm cơm cho mẹ chưa nhỉ? Trời ơi, Hoàng đâu? Hoàng, suốt ngày điện tử thôi, mấy giờ rồi mà còn chưa cắm cơm hả? Đưa cái điện thoại đây. Suốt ngày điện tử, học hành thì không học. Suốt ngày với ba con học, con cũng phải giải trí chứ. Bài khó lắm, con làm thế biết làm. Anh không phải thanh minh. Dạ, cô giáo Nhung ạ. À dạ, em gọi cho chị về việc của em Hoàng nhà mình đấy. Ở nhà anh chị cố gắng nhắc nhở và động viên cho em ấy học nhá. Kỳ vừa rồi kết quả học tập của em Hoàng đi xuống rất là nhiều. Rất hay mất tập trung trong giờ và quên làm bài tập về nhà nữa ạ. Dạ vâng ạ. Gia đình mình sẽ bỏ mang cháu chăm học hơn ạ. Dạ, chào cô ạ. Hoàng đâu? Vào đây. Tại sao không chịu có học hả? Tại sao không làm bài tập này, không tập trung này, hư này, suốt ngày điện tử thôi, suốt ngày điện tử thôi. Nhưng mà bài khó lắm, không ai giảng cho con đâu. Khó này, khó học đâu mà chẳng khó này. Chị ơi, uống nước như này, làm sao mà mặt mũi hầm hầm thế? Ôi bực quá em ạ, thằng Hoàng để chị ở nhà, không chịu học hành gì cả. Suốt ngày cắm đầu vào điện thoại thôi. Nói mãi cũng vậy thôi. Cô giáo nó vừa gọi điện bảo dạo này học hành kém lắm, mà chị dục nó rát cả hổ họng, nó có chịu học đâu. Ôi dồi ôi, trẻ con đứa nào chả thế hả chị? Suốt ngày chả kè kè cái điện thoại bên cạnh ý. Thằng cu Huy nhà em ngày trước cũng thế, nhưng mà bây giờ đỡ rồi. Cũng may là em có đứa em họ ấy, nó là một cô giáo kèm cặp, thì hóa ra mới biết là con mình chậm học, lười học là do nó không thể tự học ở nhà được. Học online thì bập bõm, mà chương trình học của các con mình ấy bây giờ nó dài lại khó nữa. Sẩn ra một tí là con mình học kém ngay chị ạ. Giờ không biết làm thế nào chứ học hành thế này thì chết dở. Cứ yên tâm, rồi sẽ có phương pháp mà. Huy ơi, ra đây con. Dạ, con chào bác ạ. Chào con. À, bác ơi, bác mua cho bạn Hoàng sách này học đi ạ. Sách này học vừa dễ hiểu lại vừa dễ vào đầu. Khác với sách giáo khoa vừa dài lại còn vừa khó học. Mà sách này có cả video hướng dẫn, mà có cả gia sư hỗ trợ từ xa. Mẹ cháu mới mua cho cháu đấy. Ô thế à? Đưa bác xem nào. Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra. Chị mua thử đi. Cô Huy nhà em ý, bây giờ trộm vía chịu khó học lắm đấy chị ạ. Tốt quá cơ, thế là có giải pháp rồi. Vâng.